Bộ tứ idol Blackpink sang chảnh hút mắt trên Vốc Hàn. Nhóm nhạc nữ đình đám hàng đầu xứ Hàn khoe sắc yêu kiều sang chảnh trên tạp chí Vốc Hàn số tháng. 3. Bốn nữ idol xứ Hàn nhóm Hắc Hường xuất hiện đẹp xuất sắc mỗi người một vẻ trên ảnh bìa tạp chí Vốc Hàn Quốc số tháng 3. Blackpink hiện là nhóm nhạc bộ tứ vi rùa đỉnh cao, đang rất nổi tiếng với giới trẻ, được các fan hâm mộ cuồng nhiệt. Cô nàng Sanen sống Jenny Kim khoe body siêu quyến rũ. Nàng thơ sinh năm 1997 Rose vô cùng xinh đẹp. Jisoo, vẫn tỏa sáng với khí chất nữ thần dịu dàng tiểu thư. Em út nhóm Blackpink Hot Girl Thái Lan Lisa sở hữu thần thái mạnh mẽ sang chảnh cực chất. Nhiều bạn nói tôi đọc không chuẩn đó là do tôi mới học lớp 1 ạ. À. Trân trọng cảm ơn quý vị, và các bạn, đã quan tâm theo dõi, xin hãy cho một lượt thích chia sẻ, và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào, và hẹn gặp lại.